Xe máy Hoài Ca, xin chào anh. Phú Hòa, xin chào anh. Rồi, đầu tháng mới, hôm nay mùng 1 tháng 10 dương lịch. Một tháng mới, Đình Tuấn kính chúc đại gia đình anh em một sức khỏe. Và một tháng mới chúng ta gặp được nhiều khách hàng VIP để chúng ta có thật nhiều sàn. Và cuộc đời Đình Tuấn hồi giờ bán máy hết MST đầu tiên của MST, xong rồi Motosiken và Smart Tool. Thì cuộc đời mình chưa bao giờ nghĩ một ngày lại bán được 5 cái máy này cho một cái cửa hàng. Đấy. Và anh em này có chuỗi cửa hàng, thì hôm nay anh ấy bảo đầu tháng có cái quà tặng gì hấp dẫn không, anh ủng hộ 5 máy. Thì mình cứ nghĩ rằng anh này lại đùa mình. Thì hai anh em nói chuyện đâu qua khoảng vài phút và đồng thời nhắn tin Zalo. Thì bắt đầu anh ấy cọc tiền. Thì mình biết là đó là 100% anh ấy chốt thật. Mình chưa bao giờ mình nghĩ một ngày nào đó mình bán một ngày một cái cửa hàng mà mua 5 cái máy Smart Tool như thế này bao giờ. Thì Tuấn chỉ biết là kính chúc anh một tháng mới gặt hái được nhiều cái thành công trong cuộc sống. Cảm ơn anh trai ủng hộ 5 con Smart Tool. Và đặc biệt chiều nay mình sẽ gửi đi Thủ Đức. Đó, đặc biệt vị khách này ở Thủ Đức nha anh em. Có vẻ là rất nhiều cửa hàng. Cảm ơn mọi người. Chưa bao giờ cuộc đời lại nghĩ là bán trong một cửa hàng lại được 5 con sò bát tôn như thế này. Đó. Nên cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em luôn đồng hành và ủng hộ mình. Cảm ơn. Xin chào Nguyễn Mạnh Giáp. Rồi, và hôm nay tiếp tục những toa hàng 5 chai thức tẩy chụp Fuji, máy kiểm tra cảm biến VS, HPS, kiểm tra điện áp từ IC cấp xuống CKP, PAFA, hai bộ nồi sau K44, hai mô minh sườn chống bỏ lửa hụt ga, đề dai khó nổ, tiêu lửa điện lúc bắn lúc không, năm bộ bi của K44 có thể về nhà ăn lắp cho 110 nổ garanti sẽ êm hơn, và một thiết bị kiểm tra giả lập cảm biến VS, xăng và tất cả giá trị điện áp bắn thẳng tín hiệu về IC. 10 bi 6902 hai mặt pit, để trạng thái anh em lắp thì đương nhiên bi này sẽ bền hơn bi một mặt pit. 10 ổ bi đúa đóng ra bục thay luôn và 5 chai nước tẩy lốc ở bên trong. Và cảm ơn anh lớn này ủng hộ to hàng này 10 củ. Hơn 9 củ, nói 10 củ thì quá. Mỡ bò, hộp Fuji, 10 chai nước tẩy rửa bên ngoài, combo bộ làm, bình xăng con, 6 bộ nồi sau kèm chuông, 10 bộ ba càng, không chuông, về nhà tái sử dụng chuông zin. Một đồng hồ đo áp suất bơm xăng tặng anh trai luôn. Anh bảo anh có cái đồng hồ hư giờ Tuấn bán bao nhiêu, bảo thôi anh mua hàng em tặng anh cái. Ok, anh yêu. Tặng anh cái đồng hồ đo xăng và bình đốt. Rồi, cảm ơn anh trai ủng hộ thiết bị ba pha, đồng hồ lớn hơn, cái này giá trị đắt hơn một xíu so với cái bộ nhỏ này. Thì hai cái này kiểm tra đều như nhau, thì anh em có quyền lựa chọn to hay nhỏ. Rồi, anh trai này ủng hộ một tip, một thùng nhất hộp số 50 tip. Và vừa rồi có khuyến mãi tặng anh 3 chai, thùng này 48, 2 là 50, tặng 3. Và tiếp tục người anh em này ủng hộ 4 bộ nồi kèm chuông và 4 bộ nồi tái sử dụng chuông zin. Và anh này hồi giờ anh ấy bảo mua rất nhiều tẩy mà anh mua số hàng cũng gần khá là nhiều, nhưng anh vẫn chưa tin tưởng thì anh mua đúng một chai. Một đồng hồ, một cảm biến AVS VS, một kim 125. Và ở đây kèm theo bi kẹp trượt Fuji và nồi bẻ độ tăng tốc K44. Hai bộ 110 gia tốc, 2 bộ 125, 2 bộ và những chục Fuji và bi. Cảm ơn anh trai. Và 26 toa hàng nhỏ, từ sáng giờ mới được 6 toa. Đấy, cái này tí ăn cơm xong người ta sẽ chở và tiếp tục mình lại lên toa. Không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em. Và trên tay thì Tuấn còn bộ dây duy nhất của K44, có anh em nào chốt không? Lộc lá, đầu tháng. Cái này của Vision mới, 2KC
K2C. Cái này chân IC nó sẽ là 39 chân. Về nhà có thể anh em nghiên cứu 39 chân này chạy đi đâu, về đâu. Và đồng thời chúng ta cắt rắc hoặc đồng thời thay cho các bạn. Trên tay thì Tuấn còn một bộ dây của Vision. Vision 2021. Anh em nào chốt hộp cầu chì ở đây, relay đường vào đường ra cực kỳ đơn giản nếu anh em biết đọc và đồng thời truy cập trên app. Giá cực kỳ là rẻ, bao với anh em là bộ mới hoàn toàn 100%. Tổng mát chúng ta chưa bắt vào sườn. Mát vào, mát ra. Đấy, mát đi, mát đến. Cuộc đời này phải có đến và phải đi. Có cho thì mới có nhận. Rồi, quý vị và anh em thợ máy tháng mới, sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Chưa bao giờ cuộc đời lại nghĩ được như vậy. Bộ dây 500K, anh em nào chốt cho em vào cái Zalo. Cảm ơn mọi người. 0909 755 993. Rồi, những cái bộ loại xăng này thì anh em chờ Đình Tuấn một chút xíu nha. Có thể anh em chậm thêm vài ngày nữa bởi vì nó hết đồ chơi rồi. Đó, chưa bao giờ hết hot về những cái thần y này. Hy vọng rằng anh em sẽ lại lấy vốn trong vòng tích tắc bởi vì giá nó cực rẻ. Rẻ chưa bao giờ từng rẻ như bao giờ. Cái bộ làm xăng đấy, chưa bao giờ từng rẻ như vậy. Về nhà để anh em kiếm tiền. Đấy, hồi giờ chúng ta không kiếm tiền ở vấn đề hao xăng thì có thể anh em sử dụng vào cái này để chúng ta kiếm tiền. Cực kỳ đơn giản. Đấy, những bình xăng Apila Novo nếu anh em biết sử dụng nó thì cực kỳ là dễ. Bình này bình của IA. Đấy. Novo thì anh em có thể là xử lý cái đường gió. Ở đây đường gió chính và đường gió phụ. Đâm vào bét chính bét phụ. Và đồng thời ở đây sẽ là đường gió chạy vào van cắt gió. À, nó xin ra gọi là van cắt gió. Để cắt ở trường hợp nào cắt một cái đường gió, bớt đi một đường gió. Khi chúng ta ở vận tốc cao và đồng thời chúng ta hạ tay ga đột ngột. Đấy, thì lúc này trái ga sẽ đóng xuống hoàn toàn. Thì lúc này bắt đầu cắt cái đường gió, gọi là ngắt đường gió. Để làm gì đâu, ngắt bớt đường gió để làm gì, để làm cho động nhiên liệu thôi. Chẳng có cái gì cả, nó sẽ là sinh ra cái van cắt gió ở trường hợp đó. Khi chúng ta hạ ga đột ngột, cần cắt một cái đường gió chạy vào bét phụ. Tất cả những bình xăng có van cắt gió. Rồi, những cái dòng xe Attila này, ở khu vực anh em chúng ta còn ít dòng xe thì chúng ta có thể xử lý bởi vì nó hao uống kinh khủng. Đấy, chúng ta lại tiếp tục xử lý. Và cái đường gió chính ở đây khá là to. Và ở trên này nó sẽ bịt một cái ống đồng. Thì anh em không thể nào xem được bởi vì nó quá to. Chúng ta sẽ không làm đường gió chính. Chúng ta sẽ xử lý đường gió phụ ở trên này. Và đồng thời sáo vít lơ, vân vân. Đừng bao giờ cuốn cộng đồng như thế này. Bởi vì cộng đồng như thế này chúng ta sẽ không biết là nó bao nhiêu gem, bao nhiêu ly. Đó là bình xăng Attila. Đấy, và tất cả quý vị hãy căn phao như thế này. Đừng có để nó cao quá. Đó, ok. Thấp quá, cao quá. Đơn giản, xe này lại có van cắt gió. Thế thôi, gió lấy từ đâu? Gió ở đây không có. Gió sẽ lấy ở đây. Nhờ áp lực ở trong động cơ lớn hút mạnh. Thì lúc này trong này cái đường gió đi vào lớn hơn. Lúc này tung dù để chúng ta chạy ở trạng thái vận tốc lớn. Nhờ áp lực trong cổ hút, hút càng lớn bao nhiêu thì đương nhiên gió này vào càng mạnh. Thì đương nhiên ở đây sẽ là gì? Thổi dù. Và chúng ta hạ ga đột ngột cũng vậy. Ở đây cũng có van cắt gió. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Có anh em nào đang cần những thiết bị máy chẩn đoán này thì anh em comment. Comment để chúng ta có những cái máy về nhà, chúng ta bấm, chúng ta đọc, chúng ta phân tích dữ liệu, chúng ta hù ma dọa khỉ. Có cái máy thì chúng ta mới hù được ma. Thì anh em mới dọa được khỉ. Thì chúng ta phải có cái máy. Và anh em phải thường xuyên đọc trên xe. Có nhiều anh em này có cái máy này mà ở trạng thái mất lận đề. Là một con xe mang vào ở trạng thái có chống địa. Tất cả hệ thống FI đều không có lỗi. Xe đọc cũng không có. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy này vào cái phần chống điện, trạng thái khởi động, IC dập mát cho relay. Ba khuyết điểm đó anh em phải làm thành công trên cái máy. Có rất nhiều anh em có máy trong tay mà anh em lại quên mất ba hạng mục này khi con xe vào không khởi động được. Chống điện on off, trạng thái khởi động on off
và lúc này IC The Match RLA phải on. Nhớ ba khuyết điểm đó. Có nhiều các bạn gạt chân trống lên on mà các bạn đề nó lại không on thì lúc này các bạn hãy kiểm tra ở trạng thái công tắc hám ở nút đề và đồng thời từ nút đề có cấp 12V xuống IC hay không. IC phải nhận được một cái giá trị điện áp 12V thì lúc này nó mới dập mát cho relay. Nếu không dập mát thì coi như chết mặt ở trong IC. Đó. Thì đêm nay mình sẽ chẳng có cái gì cả. Nếu đêm nay mình dẫn, mình sẽ hướng dẫn mọi người turbo sửa ba cái đồng hồ này. Đúng không? Ba đồng hồ này trị giá 300 ngàn. Thì đêm nay mình có cứu được nó hay không? Thì đêm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đấy, tháo kim, mở và đo giá trị điện áp. À, chạy tới chở 1.4 là điện áp là bao nhiêu vôn, qua chở 1.4 điện áp xuống còn bao nhiêu và đồng thời đi vào chip chủ ECU. Thì ở trên tay mình sẽ có ba cái đồng hồ, hai của Lit được chưa, rồi mà một của A Black, tất cả 23 đến 25. Đêm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người có sửa được không. 300.000 đêm nay có thành công hay vít ve chai. Đây, ok. Được không anh em? Đêm nay có thành công hay là vít ve chai? Đấy, cảm ơn mọi người. Đấy, những anh em mình cảm thấy là ok thì ủng hộ. Thì hôm qua mình khá là mệt mọi người ạ. Hôm qua mình lên được có vài toa. Hôm qua mình lại bán một con sờ mất tuôn ở Thủ Đức. Đấy, và thiết bị. Và tối hôm qua mình không chụp, mình mệt quá. Và tối hôm qua mình dạy xăng. Thì hôm nay mình để cho đầu óc có tinh thần nó thoải mái lại, mình lại tiếp tục lên toa cho quý vị. Cảm ơn tất cả anh em. Và thì Tuấn xin lỗi tất cả những cái app không may nó chậm trễ trong vòng gửi hàng cho anh em khoảng 2 tuần hay nửa tháng chưa nhận lại được. Thì anh em vui lòng liên hệ lại thì Tuấn qua Zalo. Còn tất cả anh em nào nhận được hàng rồi hãy chụp ảnh hình và gửi qua Zalo: Tuấn ơi, mình đã nhận được hàng, cảm ơn quý vị. Để thì Tuấn theo dõi những cái app nó đang có vấn đề. Bởi vì toa hàng một tháng đi tới khá là nhiều. Bán cho em 3 đồng hồ rồi. Mày ăn mới mua 300 mày, tối nay ăn sửa mà, ăn tập sửa mà. Sơn Nam. Sơn Nam ơi, ăn mua 3 cái đồng hồ đấy, đổi một con TV. Ăn đổi một con TV Winner, ăn lấy 3 đồng hồ đấy để tối nay không biết ăn sửa được không. Một là ăn sửa được thì ăn bán sẽ có lợi nhuận. Hoặc ăn để đây ăn bán cho khách hàng 1 triệu hoặc là 1.2 triệu, bởi vì cái đồng hồ này trong hết 1.6 triệu. Và nếu anh không sửa được thành công thì coi như anh mất cái TBS của Winner. Thì hôm nay đầu tháng 11 anh em chúc cho Đình Tuấn tối nay 3 cái đồng hồ sửa được một cái đi, cũng có lời mà. 3 cái thì đêm nay mình sẽ phá, mình cố gắng mình sẽ học. Đấy, mình đơn giản giống một người thợ mày mò. Thì đêm nay mình sẽ trả vờ tháo kim. Đấy, quay tá lả tí tung để rớt được cái kim ra ngoài. Và đồng thời mình sẽ hướng dẫn mọi người đo hết xui nhá. Và đêm nay anh em nào biết biết sửa đồng hồ thì trong cái lúc mà mình đo bối rối thì không biết, thì hy vọng rằng anh em đang xem live như thế này ở trang fanpage thì anh em có thể hỗ trợ ở bước đi đo như thế nào để mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh em. Sơn Nam ơi, để tối nay ăn vọc, ăn với tập sửa đồng hồ em ạ. Đấy, ba đồng hồ còn khá là đẹp. Đẹp ghê lắm. Đây, nó có bị gì đâu. Không biết mà treo ngoài nó có bị như nào không, ăn vít ở đây. Đấy, cái này mặt kính thì mọi người yên tâm. Đây, mọi người còn mới không? Không bể, không nhức gì hết. Đây, khung, ốc, nguyên kiện. Nút nhấn ở đây vẫn còn. À, tối nay mình sẽ bật. Và cái này sẽ mất nút nhấn. À, không biết mấy cái này màn hình có hư hay không. Đấy. Rồi. Ở cái này của A Black không biết sống hay không. Mình thì lâu rồi, mình chẳng chơi cái môn này nữa. Đấy, các bạn làm việc thì nó thô sơ như này thôi. Tá lả. Có mỗi quần jean này cũ quá là chưa thay. Mới này là cái vít ba màu hàng này, tè lay hạt me hết. Ở cái này là cái rắc sạc điện thoại, mình lấy dây điện, nếu mình câu để cho dây điện nó mềm, nó êm, nó không bị tước bo. Cái này là những cái cáp ở trong điện thoại. Ok. Máy này mình dục này anh em này. Thiết bị đồ chơi cứ dục tá lả thì tung hết.
Cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em. Rồi, nước tửa tẩy còn chừng này. Anh em nào ok thì yêu mến thì comment cho em ủng hộ nhé. Rồi, trời mưa bão chuẩn bị đến thì anh em nào có thể sử dụng cái nhớt cầu này thì anh em comment ủng hộ nhớt cầu chụp buji. Đấy, để mình kiếm thêm chai nước uống cho nó giọng cho nó vang. Rồi livestream cho anh em nghe cho nó rõ, chất giọng không bị bể hay là bị nhiễu. Thì anh em ủng hộ. Và bộ dây này, bộ dây cuối cùng của đầu tháng, có anh em nào yêu mến thì ủng hộ. Về nhà anh em nhìn được, cứu được cái bộ dây này sâu xa, thì lần sau anh em cứ như vậy, anh em áp dụng tất cả xe như nhau thôi. Chẳng qua xe đời mới, xe đời cũ thì nó thêm tí cầu chì. Cầu chì thêm để làm gì? Ví dụ sạc dự phòng, hộp SU hoặc là APS. Đấy, nó chỉ có thêm vài cái nữa thôi. Đấy, không có gì cả. Nhìn đây, nhiều lúc anh em nhìn thấy hộp cầu chì này chúng ta sợ. Để cố gắng sau này chúng ta có thể chuyển qua điện ô tô. Đấy. Còn anh em nào cảm thấy ok, chúng ta có tư duy tốt thì anh em bây giờ nên luyện ô tô. Chỉ làm về điện ô tô con. Và anh em phải học qua một khóa là gì? Tiếng Anh. Đấy, bây giờ chúng ta làm về điện ô tô, quan trọng nhất là anh em phải biết sử dụng máy tính và tiếng Anh, học cho nó sần sỏi. Thì anh em mới làm được điện ô tô, nó khá là kiếm tiền tốt, phổ biến trong tương lai, nếu anh em là tuổi còn trẻ. Mình thì U gần 40 rồi anh em ơi, may lắm thì vớt vát vài năm nữa thì nó cũng yếu lắm rồi, không đi được nữa. Đó, còn anh em nào ở cái tuổi trẻ trẻ, 20, hơn 20, 30 đổ lại, nếu anh em nào yêu công nghệ thì chúng ta nên đi làm khóa ô tô nhá. Tương lai sẽ rất sáng. Chuyên điện ô tô, chuyên về điện ô tô, tiếng Anh và sử dụng máy tính. Đấy, và một đầu tư đấy, khoảng tầm 50 triệu thì anh em sẽ có tương lai rất sáng về làm ô tô. Đấy, điện ô tô thì cũng tương tự như điện xe máy, nếu các bạn hiểu, bởi vì trên đó tất cả là cảm biến, tất cả nó cũng tương đương như nhau. Chẳng qua nó làm việc sẽ nhiều chức năng hơn. Thì anh em hãy cố gắng nắm bắt những tiếng Anh để chúng ta xử lý trên cái xe. Còn nếu mà mình ước mình tuổi mình còn trẻ và mình có điều kiện như bây giờ, thì vài năm về trước thì mình đã cố gắng rồi. Nhưng bây giờ nó là muộn rồi, không kịp nữa rồi. Đấy, thì bây giờ mình chỉ biết là ship hàng thôi. Rồi, ok, Ngô Hoàn Đỗ, chào anh. Trần Quang Thái, Tuấn Lùn. Đấy. Thọ Trần, chào anh Tuấn. Ăn trưa, nghỉ ăn trưa, trưa. Mình toàn thức về đêm khuya và trưa không à. Đấy, những cố máy sau mất tun. Cảm ơn mọi người. Nồi niêu xoong chảo để phục vụ anh em. Và cuộc sống này, tại sao nhiều anh em bị con xe nó cứ cặt cặt? Đó, cặt cặt thì thứ nhất ấy, cái này nó phải chẳng là giá trị tiền chục triệu, hai ba chục triệu, nó khá là rẻ. Thì anh em hãy mua về nhà để chúng ta kiểm tra được cái giá trị điện áp từ IC. Còn nó có tốt hay không? Tốt để chúng ta loại trừ cục IC. Để chúng ta lúc này chúng ta sẽ xử lý cái gì, con CKB. Và em đã bảo các anh rồi, ở nhà hãy đầu tư hai ba con CKB vào. Nhưng các anh lúc này lại không đầu tư, đôi khi các anh phải ra thành phố, ra xa để các anh mua được vài con CKB, hoặc là con CKB thì nó hết một ngày. CKB nó khá là rẻ, các anh hãy đầu tư cho mình một con, hai con. Đấy, để ở đó. Có mà tay nghề bèo bèo cũng vậy. Em nó nói ví dụ là CKB như này. Tại sao bữa nay con CKB này nó hay bị lương ương khá là nhiều trong quá trình hoạt động của nó lâu dài trong vòng khoảng vài năm? Thì tất cả là gì đâu, đúng không ạ? Cái gì cũng vậy, nó phải có tuổi thọ. Không có cái gì gọi là cái vĩnh cửu cả. Đấy, còn tất cả những cái này nó phải làm việc hàng ngày. Nó chịu ở nhiệt độ nắng mưa. Đấy, tiên lửa điện. Đấy, nói chung là vân vân. Thì ở đây có mà bèo nhất thì anh em không có tay nghề. Thì một con xe đề được, đề không được, hoặc là cặt cặt đi, thì anh em cứ coi là mù tịt. Nhưng trong nhà anh em phải có một đồ chơi. Đấy. Và anh em phải biết một chút xíu về 6 dây này.
IC cấp cho nó là bao nhiêu vôn. Đấy, để anh em không để chọt pẹt ra sườn để tránh tình trạng chết mặt IC. Rồi thì đơn giản tò mò như vậy thì anh em thay con CKB này vào đều thì anh em lấy tiền. Không được nữa thì một cái cách cực kỳ đơn giản, chúng ta sẽ kiểm tra giá trị từ IC cấp xuống bao pha. IC cấp điện áp xuống CKB là xong. Thì lúc này anh em nhớ và kiểm tra cái động cơ mình có bó hay không, bình điện. Đấy, không có gì cả, nên anh em ở nhà không có thủ thì bây giờ anh em cứ gọi. Để gọi để người ta hỗ trợ. Để bắt bận được 100% về con IC chết rất khó nhá. Địch Tuấn dám cam đoan luôn. Để con IC này ở trạng thái chưa chết hẳn, chưa chết thật, chưa chết hoàn toàn, để một người thợ mà đo là con IC này chết rất khó. Tuấn dám cam đoan với anh em một điều đó luôn. Tất cả lúc này chúng ta bấm đề và xoay bu lăng luôn 3 pha này sẽ có điện. Nhấn một cái bóng đèn sáng, 2 pha. Quay bu lăng tiếp tục, chúng ta lại nhấn pha còn lại sẽ sáng. Hay chúng ta sử dụng đồng hồ hay bất kỳ một thiết bị gì, nếu cái mặt này chưa chết thật thì thật sự không ai kiểm tra ra được. Thì lúc này các bạn và anh em phải thay con này vào. Ok thì chỉ tỏ nó chết. Thay con này vào không ok thì chỉ tỏ IC chết. Đó là cái kinh nghiệm mình làm, mình chia sẻ. Ở đây không phét lác mà cầm con IC này trên tay đo được sống chết. Mình ước gì bữa giờ hỗ trợ anh em rất nhiều, nhưng mình ước được anh em tặng cho mình con IC đó, nhưng thật sự chưa được bởi vì khách hàng cầm về hết. Còn những con IC này để nó cấp một cái giá trị điện áp 3 pha xuống 3 cọc này, đỏ xanh, đỏ vàng, đỏ trắng, chết một trong 3 pha thì đơn giản. Vấn đề ở đây nó không chết, nó rất khó đo ở trạng thái 3 pha, nên anh em phải thử cái này. Đó là mình chia sẻ thật lòng thật sự với anh em, chứ không phải là đôi khi nhấn lận đề. Chúng ta sẽ kiểm pha pha này sáng ở bóng đèn khoảng 35W, 12V, 100W hoặc là 35W hoặc là 50W. Xoay bu lăng tiếp tục pha này sẽ sáng. Xoay bu lăng nó lại sáng là bình thường. Thì rất khó nha anh em. Nên là cái này. Còn về vấn đề còn lại, cuộn điện của anh em xài chắc thiên thu không bao giờ hư. Nếu cái cuộn điện đó anh em thấy không? Đồng người ta vẫn to chả bão lửa. Nếu nó không đụng chạm gì, cọ sát cái gì trong cuộn điện này khá là bền. Và cái bu lăng nếu thợ không đập phá cũng khá là bền. Vấn đề nó là đây và đây. Thì anh em phải loại trừ ra 3 yếu tố: động cơ, bình điện, relay. Loại trừ cho 3 cái đó hoàn toàn. Một đây, hai là đây. Lượng sạc trên vấn đề để cắt cắt. Còn cuộn điện các bạn đừng có nghĩ là nó hư nhá. Cái cuộn điện đó không ai đụng chạm vào, không bị chảy chóc, không bị bắt ốc dài. Chạy chắc phải là thiên thu lục địa. Anh em biết những cái cuộn đề từ rồi. Đồng nó quấn hàng lớp lớp to chà bá lửa. Và cái bu lăng không thợ nào lấy búa đập đục để nó làm dinh cái bu lăng đi. Thì thiên thời địa lợi, bền vĩnh cửu. Nó gọi là lâm châm vĩnh cửu mà. Đó, thì biết bao giờ mà hư. Được chưa? Cái cuộc chơi này diễn ra cực kỳ là đơn giản. Nếu quý vị nhà có cái xe thì anh em hãy lấy cái gì mỡ bò hoặc là lấy gì đất cát, anh em che hết cái con cảm biến này. Và những thầy hay dạy là cảm biến hen, che nó hết lại để lúc này bu lăng quét ra qua con nó nổ được không. Các bạn làm như vậy đi. Các bạn lấy gì các bạn bôi che chẹt ở đây này. Đấy, từ trường của nó còn mặn thì con xe đấy vẫn nổ bình thường nha anh em. Nhiều con xe anh em mở ra, mở nhớt nó đóng kín ở trong cái bu lăng và CKB, nhưng con xe vấn đề bình thường. Trừ khi ở giai đoạn nào. Mới thay cuộn điện của Liberty, dòng CVS 3 hay bất kỳ dòng nào cũng vậy, đặc biệt dòng CVS 3 cuộn điện thì nhân toang. Và nhân toang ở đây ở trạng thái là gì? Bởi vì nó hoạt động khá là lâu. Đấy, và đồng thời nó nằm ở trong cái động cơ cực kỳ là nóng, nhiệt độ có thể 100 độ C, 100 độ C. 100 độ C luôn luôn nó phả ra. Thì trên đời này chẳng có cái gì là cái sống sót được mãi mãi cả. Ăn tốn lùn ạ. Thế thôi.
Còn vấn đề ở đây thì chẳng có bao giờ ai chuyên sâu, ai có thể là hiểu mẹ chết cái nào cả. Bó tay hết. Trong nhà chỉ có cái đồ chơi là cái này. CKB đề vào cả chặt thay một phát vào không ok nữa thì con này lên đường. Nhưng lưu ý, động cơ, bình điện, rơ lây, bu lăng đẹp, quận đẹp thì vấn đề 100% lên đường, nốt nhạc trong vòng tích tắc. Nếu con này đo vẫn chuẩn. Đó là bài học. Mình ở đây không tài, không giỏi, nhưng hỗ trợ anh em cũng khá là nhiều về những van đề từ. Và trong nhà của mình IC này hầu như khá là nhiều các loại ban. Và mình từng đổi dây để cho bu lăng quay ngược lại. Và những dòng xe đề từ này để lắp cho xe số các bạn phải đổi dây. Không nó sẽ quay lui. Bởi vì cái bu lăng đề từ này nó lắp ở bên tay phải. Còn anh em làm xe số nó sẽ lắp ở bên mâm điện là bên tay trái. Anh em lắp vào nó sẽ quay ngược. Đấy, chẳng hạn như vậy thì chúng ta phải đổi CKP và ba pha. Không chết IC, nếu anh em không bị dính thì anh em có thể chọt để cho bu lăng lúc này nó quay ngược lại. Đổi CKB trong này 2 giây. Ba pha nó sẽ quay ngược lại. Không chết gì cả. Các bạn nhớ chọt ra cho nó quay ngược để biết và sau này sẽ đổi lại cho nó quay tới. Bởi vì anh em phá thì không dám phá, nghịch thì không dám phịch, sợ chết, bởi vì anh em không hiểu thì không nên phá. Còn khi hiểu rồi bố nó mong nó chết nó cũng chẳng chết, trừ khi quẹt. Trừ khi quẹt mới lấy cái bình điện to để kích hoạt nó. Giá trị âm bè nó khá là lớn. Lấy những cái bình ô tô 75A thì kích vào trong này thì nó chả toàn. Điện áp nó cũng là 12V. Nhưng ở trạng thái âm bè khá lớn thì toàn. Rồi hoặc là những cục sạc của anh em. Sạc quấn ngày xưa cắm trực tiếp vào bình sạc. Thì tùy theo sạc nhanh thì xấu, để ngâm lâu nó cứ nhịp xung như này. Phà thì con này sẽ chịu không nổi, lên đường. Và xe nào có hộp SU lên đường. Đấy, còn anh em nào có những cái đề từ này thì tặng cho mình. Để về nhà mình làm ban, mình chia sẻ cho mọi người, mình diễn tải cho mọi người. Chết cái này mọi người nên kiểm tra thế nào. Còn IC này 10 cục sửa được khoảng 1 đến 2 cục. Nói có tem luôn. Rồi buổi trưa nay quý anh em thợ máy đầu tháng có cái lọc mới. Có anh em nào kiểm tra toa hàng phụ tùng mình, có gì ủng hộ mình. Cảm ơn. Rồi kiểm tra nhất số, nhất lát, nồi niêu xong chảo, có gì thì ủng hộ. Rồi, ví dụ thị trường nó bán 22.000 thì mua Đình Tuấn 1.000 cũng được, đắt hơn một tí, sau này gặp bận, gọi nó nghe máy. Nhưng nhiều lúc anh em lại tính toán sao đo, Tuấn bán 23.000. Bên kia bán 22.000, rồi mua 10 típ mất 10.000. Bởi vì có rất nhiều anh em nghĩ quá nhỏ, 10.000 chẳng làm được cái cuộc đời gì cả, 10.000 may lắm mua được chai không độ hoặc chai xì tin vào trong tạp hóa. Những cái căn bản khi sau này các bạn gặp, gọi một phát, tôi nghe máy một phát, đôi khi các bạn kiếm được vài trăm nghìn. Thứ nhất, các bạn đỡ phải bỏ cái thời gian khá là lâu. Đấy, ở cuộc sống này có rất nhiều anh em đang bị hạn chế, kể cả động cơ, kể cả cái đường nước nó bị sôi, anh em vẫn chưa xử lý được. Đó, đơn giản một cái xe động cơ nước sôi thôi. Nên nhiều lúc anh em lắp cái động cơ vào, anh em nổ ở trạng thái dựng đứng lên, ở vận tốc. Đứng im ở RPM 1600-1700, tí nữa nước sôi lên anh em mất hồn. Mất hồn ngay. Bởi vì có nhiều lúc các bạn như vậy các bạn lại sợ. Bởi vì trạng thái lúc này nhiệt độ tăng quá cao rồi. Bởi vì sao? Anh em không xả gió. Vì sao? Anh em nổ máy tại chỗ, đương nhiên nhiệt độ sẽ phải tăng. Bởi vì quạt lúc này quay rất chậm mà. Ở 1600 thì lúc này nó giải nhiệt khá là chậm. Nếu anh em nào mới làm động cơ thì anh em lại sợ quá, anh em lại gọi. Nào thì lại bơm nước, nào thì lại là mặt nòng. Đúng không? Nhiều lúc anh em không có máy, anh em đổ để nửa tiếng có nhiệt độ hơn 100 ngay. Bởi vì nó ở RPM 1600-1700 cực nóng. Nó quay như này. Đấy.
có nhiều, rất nhiều những cái kiến thức và nhiều anh em ít va chạm ở trong cuộc sống này, rất nhiều. Thì cuộc sống này cứ nghĩ là các bạn kiếm được chúc, Tuấn kiếm được chúc, nó hài hòa. Anh kiếm được chúc, em kiếm được chúc, tất cả nó đều hài hòa, ở đây không ai bóp nhau cả. Đấy. Thì tất cả những cái này luôn luôn đều có bảo hành. Mua về xài lỗi cái gì đổi, thấy không? Cùng nhau chia sẻ. Tuấn lùn. Ê, Tuấn lùn. Ok. Thôi thì buổi trưa cái view live stream đến đây cũng hết và tạm dừng. Tuấn xin chào tổng thể anh em thợ máy trên cả nước. Năm cái máy này thì có thể trưa nay ngủ ngon rồi đấy. Được không quý vị? Chưa bao giờ cuộc đời này những kiểu hơn cả trúng số. Trúng số không vui như vậy. Chưa bao giờ cuộc đời mình bán một cái thiết bị công nghệ gì một ngày ở đó lại bán một cho một cửa hàng được 5 cái. Ngày xưa một ngày mình có thể mình bán khoảng 10 cái máy này có. 10 cái có, nhưng thật sự 10 cái cho 10 anh em. Đấy, nhưng chưa bao giờ bán cho một cửa hàng 5 cái máy cho một ông chủ. Chưa bao giờ làm được điều đó trong cuộc sống này. Trong em nắng lắm anh Tuấn ơi. Nắng bể đầu á. Chưa bao giờ cuộc đời như vậy. Thì mình chỉ nghĩ rằng chẳng có gì mình tài giỏi cả. Đó là cái lộc. Cái lộc. Mình chỉ nghĩ là cái lộc. Và nhiều anh em khoái. Khoái cái tiếng live stream của mình thôi. Nhiều anh em bảo khoái cái điệu cười đều của mình. Đấy. Thì anh em ủng hộ thôi. Đấy, không có gì cả. Đấy. Cảm ơn quý vị. Cái này ở Thủ Đức, Trần Trung ơi. Và ở Việt Nam người thứ hai mua nhiều máy nhất là Hoàn Đỗ. Nếu mà nói về Hoàn Đỗ mà bán lai dai bán một cái thì anh này sẽ không bằng Hoàn Đỗ. Còn nếu anh này mua một lần 5 cái thì hơn Hoàn Đỗ. Ở Việt Nam này không có ai mua nhiều máy hơn Hoàn Đỗ ở Hà Nội. Đấy, không biết là Hoàn Đỗ có máu lửa cái làm xăng này không? Để Tuấn tặng cho một bộ. Được không? Để tri ân. Đấy. Nếu máu không thích thì bỏ qua. Cuộc sống này luôn luôn phải có cái tình. Có qua có lại mới toại được lòng nhau. Ăn cho tôi miếng cơm thì tôi không cho lại ăn cái gì ngoài kiến thức. Tôi chỉ biết là giúp ăn được kiến thức. Thế thôi. Rồi có anh em nào view cái này thì anh em ủng hộ. Tuấn đảm bảo đổ vào êm. Không êm các bạn có thể trả lại mình hết. Nếu anh em nào cần cái này thì ủng hộ mình. Hay thật lực vào. Rồi mới chịu nhiệt. Rồi mua đâu cũng vậy. 250 thì ủng hộ mình. Ok. Lon này khoảng nửa ký. Nửa ký. Mua ai cũng bán giá đó cả. Cảm thấy thích mình thì ủng hộ. Ai cũng bán bằng giá nhau cả. 250k. Nửa cân. Anh em mình gốc Bắc gọi là nửa cân. Cho một thùng láp. Ok. Tặng cái này luôn. Để tí đi mài cây. Ok. Không biết còn bộ cây nào không biết. Đây hết rồi. Hết nha. Rồi tặng. Rồi hướng dẫn. Ok vào trong nhóm luôn. Đấy còn sau này mua bét tính sau.
Rồi, cái này là tặng. Ok chưa? Vui vẻ. Hướng dẫn bài bản đầu hàng vô trong nhóm. Còn là best yet thì sau này cần cái gì ở xe? Ở khu vực Hà Nội của anh không vội được đâu. Em ơi, của anh ở ngoài đó, rem Thái, rem Việt, Way 100, Way S110. Em ơi, ở quê anh có 4 cái bình xăng này thôi. Em lựa gửi cho anh. Ok. Rồi, chốt cho anh một thùng dầu lắp, tặng anh bộ này. Và đồng thời mời anh vào cái group để hướng dẫn cho anh em. Hiện tại là 60 người. Được chưa? Đó. Rồi, một thùng này 48 tip, đưa anh 2 tip. Đấy. Ok. Tặng anh bộ này. Gói ghém ở đây, tí nữa bỏ bì đồng hàng, không bỏ như này đâu. Ai mà để như này nó dơ giấy. Ok. Thế thôi. À. Nhóm làm thần y. Được chưa? Rồi, cái bu ly này anh em nào cần thì ủng hộ cái này của 110 này. Đấy, tất cả mọi người về nhà lắp các khách hàng cứ bảo là một năm, bảo hành trong một năm hết. Nha. Cái bu ly này chạy một năm mà để hư được, Điện Tuấn đưa cái đầu cho anh em đá bóng. Nếu về nhà anh em chịu khó xoay cái trục này ra, rửa sạch, vô mỡ chịu nhiệt. Cái lo mà Điện Tuấn em mới đưa, bảo hành cho khách hàng một năm, hư Điện Tuấn đưa cái đầu cho đá bóng. Hàng quăng, gọi cái thằng này bằng gọi là ông nội. Đấy, những cái hàng quăng mà anh em mua 500-600 ngàn, 400-500 ngàn, gọi cái đồ tháo xe này bằng gọi là cụ nội. Từ gen cho tới chất thép, cho tới độ chuẩn, gọi thằng này gọi là cụ nội. Đấy. Tất cả đều zin đét. Anh em nào không mua thì em bán sắt. Này, em lúc nào phải chứa cái này tầm gần 100 cái để bán sắt. Sau này em già em đếm 5, 10, 15, 20. Cuộc chơi đôi khi phải bán sắt. Đúng không quý vị? Em còn ít cái nồi lẻ ở đây, có anh em nào chốt nhanh thì còn, không lại hết. Em lỡ like rồi, không buổi tối nay em like là hết. Đó. Còn thì hết. Và kế tiếp nữa em sẽ gửi tặng cho anh em nào mua phụ tùng trên 5 đơn trở lên vào một cái nhóm để chúng ta được học về Smoky. Và kế tiếp em sẽ tặng cho mọi người mỗi người một bộ tài liệu. Em sẽ thông báo để về nhà chúng ta đăng ký thủ công bằng tay. Nếu máy không vào được thì chúng ta sử dụng bằng tay. Không cần phải coi trên YouTube, không cần phải coi trên YouTube, không cần phải coi bất kỳ nhãn hội nào. Anh em chịu khó đọc chữ, anh em cứ làm. Mắt đọc chữ, tay nhấn. Nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đấy. Cứ làm theo những cái dòng chữ đấy. Máy nhập không được thì chúng ta sẽ dùng thủ công. Rồi, để ít nữa em photo. Tất cả cái đó là tặng, không có bán. Ok chưa? Thì ngày mai thứ hai em sẽ photo. Em sẽ mô tô khoảng 50 bộ tặng tri ân anh em mua trên 5 đơn to hàng. Và vào trong cái nhóm em sẽ chỉ hết cho anh em bước đi trên tất cả hệ thống khóa Smoky. Chân này là chân gì? Ở trong hộp SU. Cuộn từ này làm việc như thế nào? Hy vọng rằng anh em hãy theo dõi và học. Và đợt này em sẽ dạy trong cái nhóm Zalo. Anh em nào tham gia khóa học nhớ vào học. Không học coi như chúng ta sẽ không coi lại được video. Đấy, nhóm này để em đưa vào cho Zalo cho dễ. Đêm anh em hãy tập trung học. Anh em nào không học mất bài. Đấy, 5 toa trở lên. Rồi, cảm ơn anh Ngô Hoàn Đỗ, hôm nay anh đã ủng hộ em 50 tip số. Cảm ơn anh trai.
Thôi thì giờ live của em đến đây nó cũng rơi vào khoảng tầm 40 phút rồi. Thôi, xin chào mọi người, không làm phiền nữa. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người tối nay 20 giờ 30 phút em sẽ mở đồng hồ ra phá. Anh em nào thích đồng hồ thì đêm nay có thể xem video của em. Để về nhà chúng ta có thể xử lý cái đồng hồ vào nước. Không chuyên sâu nhưng cố gắng làm hết đêm nay. 8 giờ 30 phút.